Ok, chào mừng các bạn đến với channel THT. Và hôm nay mình sẽ làm video tìm hiểu thực tế. Mình cũng định hôm nay mình cũng định làm video hướng dẫn, nhưng do thời gian ít quá nên mình không thể làm được, cho nên hôm nay mình chỉ sẽ làm video tìm hiểu. Và như các bạn đã biết, Shinosuke Kobayashi là bộ truyện tranh được ưa thích ở Nhật Bản và trên khắp thế giới, kể trong đó cũng kể đến cả Việt Nam mình. Và tác giả là Hiroshi Toshito Usui, ở Nhật Bản. Chính ông đã phát ra truyện tranh của Shinosuke, và nó được chuyển thành phim hoạt hình vào năm 1992. Shinosuke được chuyển thành hoạt hình được mô tả rõ ràng hơn so với truyện tranh và đem đến những kỷ niệm vừa chắc đây trong tim của các bạn. Nên ở sau sự sự vui tươi và hài hước của bộ truyện tranh và phim hoạt hình về Shinosuke Kobayashi là những lời đồn đại kinh dị và những thông tin vẫn chưa được biết đến về Shin Kobayashi. Và sau đây mình sẽ làm video tìm hiểu về những đồn đại kinh dị và đáng sợ về Shinosuke Kobayashi. Và mình sẽ nói sơ qua về Shin Kobayashi. Vài giây phút và sau khi mình tra cứu, mình sẽ lấy anh đại diện của Shinosuke đây và mình sẽ nói sơ qua về 6 lời đồn đại kinh dị đó. Lời đồn đầu tiên chính là Shinosuke được tạo ra dựa trên câu chuyện có thật ở ngoài đời. Và một sự thật là Shinosuke đã qua đời lúc 5 tuổi. Tin lời đồn đại đó bắt đầu khi một câu chuyện kể là Shinosuke đã mất lúc 5 tuổi vì cứu đứa em ruột của mình Himawari trong một vụ đâm xe. Sau khi Shinosuke mất, mẹ của Shin Misae đã dùng hộp bút chì màu của Shin và tạo ra những hình ảnh tưởng tượng của mình về Shin để tưởng tượng như con của mình có còn sống. Và chính điều đó tác giả Yoshito Sui đã chuyển nó thành truyện tranh, sau đó mới được chuyển sang thành hoạt hình vào năm 1992. Và lời đồn thứ hai là Shin là mẹ của Misae trước đây đã từng là một diễn viên và ba của Shin Hiroshi đã từng là một phụ nữ. Và theo như đồn đại là trước khi kết hôn, Misae đã từng là một diễn viên nổi tiếng. Và trong một tập của Shin Kobayashi có một tập nói về mẹ của Shin Misae đã tập được phỏng vấn để cái việc mà các diễn viên nổi tiếng phải làm. Và ba của Shin Hiroshi có nữ tập của Shin Kobayashi, chính ông ấy đã nói những từ rất gợi cảm giống như phụ nữ. Và lời đồn thứ ba là Shin Ko là 20 là cô gái 20 năm sau là năm 20 năm sau của Himawari. Như các bạn đã biết, Himawari là con của Yoshi và Misae. Nhưng trong những tập của Shin Kobayashi, hoặc cũng có thể bạn vô YouTube để xem, có một số tập xuất hiện nhân vật tên là Shinko
có một lần xin cô đã nói nhầm xin là Onichan, tức là anh hai, và để tránh sự hiểu lầm đó, xin cô đã xưng xin là Onigiri, tức là cơm nắm. Và lời đồn thứ năm là Himawari không phải là con ruột của Misae và Hiroshi. Và từ lúc khi Shinko đến nhà của Nohara, Himawari, con của Misae và Hiroshi đã tự thầm nghĩ rằng mình có phải là con Himawari có phải là con của Hiroshi và Misae không? Bởi vì Shinko và Himawari tuy rất khác nhau nhưng tính tình là khác nhau. Hơn nữa, khuôn mặt của Shinko và Himawari gần như là giống nhau. Cho nên, có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng Himawari không phải là con ruột của Misae và Hiroshi. Vậy cha mẹ ruột của Himawari là ai? Thật ra là ba mẹ ruột của Himawari đã mất. Lý do họ mất thì mình vẫn không biết, nhưng điều này chắc chắn sẽ được giải đáp. Lời đồn thứ sáu là bi kịch của chú chó Bạch Tuyết. Chắc các bạn cũng biết chú chó Bạch Tuyết là chú chó bị bỏ rơi và được gia đình Nohara cưu mang và trở thành một thành viên trong gia đình. Và từ khi Shinosuke đã qua đời, chú chó Bạch Tuyết đã phải chịu những cú sốc khá lớn và cũng khá là đau khổ. Và tin đồn này chắc chắn sẽ làm các bạn cảm thấy rất run sợ, đó là tác giả Yoshito Usui đã tự tử ở trong trong một các bạn hãy đợi mình trong vài giây lát. Và sau một thời gian mình tìm hiểu, mình đã tìm ra một chút thông tin về lời đồn đại cuối cùng mình sẽ sắp kể đây. Đó là tác giả Yoshito Ushi đã tự sát vào năm tháng mấy mình cũng không nhớ nữa, nhưng theo thông tin mình nghe được là Yoshito Ushi đã nghe được vị họa sĩ tài ba này mất tích. Ông quyết định đi tìm kiếm ông ấy ở một vùng gần tỉnh Gunma của Nhật Bản vào năm tháng tiếp theo, và mình cũng không nhớ nữa. Nhưng có một thông báo rằng là có một thi thể với bộ quần áo rất trùng khớp với mô tả của gia đình Usui đã được tìm thấy ở ngay dưới đỉnh núi Arafune của tỉnh Gunma. Nhưng trong một vài báo khác là Yoshito Ushi đã tự sát vì quá mệt mỏi và đau khổ. Có một dấu chấm hỏi được đặt ở đây cho rằng là một à, có phải là Yoshito Ushi đã tự sát hay không? Và cậu bé Kazama, người đến từ tương lai, đã nói với Shinosuke là cậu thực sự muốn nghe chứ? Đó chính là lời của Shinosuke trả lời. Và mình kết thúc video ở đây. Mặc dù các bạn cũng đã biết về lời đồn đại kinh dị của Shinosuke, nhưng mình mong rằng Shinosuke và Bút Chì sẽ là kỷ niệm tuổi thơ đầy đầy kỷ niệm và đáng nhớ về về những nhân vật tuổi thơ và những gì phút vui vẻ đối đối với các bạn, và mình cũng vậy. Và nhớ là hãy like và subscribe cho mình và nhấn phần mô tả để nhận được video. Và chúc chúc các bạn ngủ ngon vì hôm nay là buổi tối và ngày mai mình sẽ làm video tìm hiểu về nghệ thuật origami xếp giấy. Tạm biệt các bạn, và ngày mai.